Sau nhiều năm thành công trên con đường ca hát, ca sĩ Khắc Việt sẽ tổ chức live show Gặp Gỡ Thanh Xuân vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Đây là live show miễn phí dành cho người hâm mộ, đặc biệt là với học sinh, sinh viên tại Hà Nội. Những kỷ niệm về thời thanh xuân đã thôi thúc ca sĩ Khắc Việt lên ý tưởng thực hiện live show Gặp Gỡ Thanh Xuân. Đây cũng là một lời tri ân đến người hâm mộ. Trong live show, Khắc Việt sẽ cùng với khán giả của mình ôn lại chặng đường 10 năm bằng âm nhạc. Trong đó không để thiếu những bản hit làm nên tên tuổi của anh như Yêu Lại Từ Đầu, Quên, Như Vậy Nhé. Nhiều ca khúc sẽ được phối lại để mang luồng gió mới tới cho những bài hát vốn đã quen thuộc với khán giả. Cũng có những ca khúc hoàn toàn mới lần đầu tiên được Khắc Việt giới thiệu với công chúng. Những bài hát đầu tiên là cũng nảy nở ra từ những mối tình sinh viên đó, thì là Việt đã muốn ấp ủ là một cái live show mà các bạn biết đấy, thì sinh viên thì thường không có tiền. Mà với live show kỷ niệm 10 năm này thì Việt muốn là tất cả mọi người đều có thể đến được và đều có thể xem được Việt, đều có thể gặp gỡ được Việt và đều có thể biết được trong 10 năm qua Việt đã trưởng thành và đã như thế nào trong 10 năm qua. Khi mà đặt bài toán là làm miễn phí thì thực sự nó là toán rất nan giải. Thì thường các bạn biết bây giờ để làm chương trình live show của kinh phí nó rất là cực kỳ lớn. Những người mà đồng hành với Việt để có thể làm được cái live show mà miễn phí này thì cũng đều là những người anh em, cũng phải nói là chí cốt gắn bó Việt rất là nhiều năm nay, cũng đều là anh em xuất thân từ thời sinh viên với nhau hết. Đó, thì mọi người đều có một khao khát, đều có ước muốn là muốn cống hiến một ký ức đẹp đẽ nào đó đến tất cả. Đặc biệt, live show Gặp Gỡ Thanh Xuân còn có sự hiện diện của 3 khách mời: ca sĩ Tuấn Hưng, diễn viên hài, MC Trấn Thành, ca sĩ Đông Nhi. Đây không chỉ là những người anh em, người bạn thân thiết trong nghề của Khắc Việt, mà còn là những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Còn về nhạc sĩ Khắc Hưng, anh vẫn sẽ đồng hành cùng anh trai mình trong live show lần này với vai trò giám đốc âm nhạc. Chương trình dự kiến diễn ra tối ngày 12 tháng 10 tại Đại học Hà Nội. Trả lại em những ngày anh chưa đến, và khi anh ra đi em sẽ nhận ra